Ở đây là vườn cao su nha anh chị nha. Tổng diện tích của đám này là 3 hect, trong bìa là 2 hect 7 anh chị ha, 2 hect rưỡi anh chị ha. À, mặt tiền bê tông này là khoảng tầm 150m này. À, khu này là lên phía 3 tầng đi về Đắk Sắc này. Còn bên dưới này á là đi về chỗ xã Nam Nung lại anh chị ha. Về 3 tầng xã Nam Nung, và qua cao su này thì đang bắt đầu cho thu rồi anh chị ha. Nguồn thu ở đây rất là mạnh. Đất này thì đất đỏ Ba Gian. Đấy, bên xung quanh họ trồng cà phê này. Và trong thực tế của đám cao su nha. Đây. Tổng diện tích đám cao su này là 2 hectare rưỡi trong bìa và thực tế là 3 hectare. Cái cao su này rất là lớn rồi ha. Đây, họ trồng đều đều như thế này. Giống cao su này giống mới cho nên là có nguồn thu rất là tốt nha, cho thu rất là ok. Anh chị quan tâm thì liên hệ ngay. Đất này thì thuộc xã Nam Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Đó, chủ nhà đang nhờ bán là 1 tỷ 6 anh chị ha. 1 tỷ 6 cho tổng diện tích là 3 hectare anh chị nhá. 3 hectare full cao su như thế này. Và cao su này đang bắt đầu cho thu rồi anh chị ha. Làm sạch sẽ là cho thu thôi. Đó, nhưng mà họ đang dưỡng cây cho nên là chưa thu anh chị ha. Đấy, có những cây rất là to này. Đó, đều đều như vậy. Và tổng diện tích ở đây là 3 hectare trong thực tế anh chị nhá. Và trong bìa á là được là 2 hectare rưỡi. Và chủ nhà đang nhờ bán là 1 tỷ 6 và 150m mặt tiền bê tông. Điện đóm thoải mái, đầy đủ. Và đất này á, hiện tại là đất đỏ Ba Gian anh chị ha. Đó, đây. Cao su rất là đẹp anh chị nha. Anh chị nào quan tâm liên quan đến cao su thì liên hệ để biết thông tin chi tiết và chốt giá nha. Đấy, đất này thì thuộc xã Nam Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Và chủ nhà đang mong muốn bán. Anh chị quan tâm thì liên hệ ngay, gọi ngay để biết thông tin chi tiết nha.